A để dưỡng ẩm cho làn da của các bạn nữa. Và kết cấu của nó, đây là một loại serum lỏng le ẩm như nước luôn. Hi, welcome back. Mình là 1888 và đây là YouTube channel của mình, 1888 channel. Hi, cho bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Bu, mình làm video về beauty và đời sống. Và hiện nay mình đang build một cái fanpage. Ở nơi đây thì mình sẽ build những nội dung khá là chuyên sâu về từng loại mỹ phẩm khác nhau, làm sao để tối ưu hóa được chi phí rồi độ hiệu quả trên làn da của các bạn. Nên hy vọng các bạn sẽ ghé qua nhé. Và đồng thời mình cũng có TikTok nữa, nên hãy follow mình luôn nha. Ok, về nội dung của video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một vài loại serum của nhà Timeless mà mình nghĩ là nó sẽ rất là đáng tiền so với túi tiền của tất cả mọi người. Thì hiện nay mình đã mua tầm đâu đó khoảng 8 đến 9 loại serum khác nhau của nhà Timeless. Ví dụ như kem mắt thì cũng có 2 loại, rồi serum, rồi những loại swelling oil, dầu dưỡng, HA, serum vân vân. Nhưng mà thật sự là có những loại mà mình cảm thấy là nó sẽ cần thời gian để mình trải nghiệm nhiều hơn, vì mình thật sự là mình cảm thấy là cái hiệu quả của nó trên làn da của mình chưa có rõ ràng. Thì mình hiện nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn một vài loại serum mà mình đã trải nghiệm và mình cảm thấy là cái độ hiệu quả của nó ở trên làn da của mình thật sự là rõ ràng. Thì nó sẽ là 4 loại này. Maybe là các bạn đã sử dụng rồi, một vài loại là mình đã review cho các bạn rồi, ví dụ như chai này. Nhưng mà ok, trong nội dung của video ngày hôm nay mình sẽ có thời gian thư thả hơn để mình có thể review sâu hơn về một cái sản phẩm nào đó. Thì ok, nói chung là đơn giản như vậy thôi. Ok, nhớ xem hết video nha. Ok, cái sản phẩm đầu tiên mà mình sẽ nói tiếp cho mọi người đây là Timeless Skincare 20% vitamin C trong ferulic acid và vitamin E. Thì ở trong cái video ngày trước mình đã giới thiệu cho các bạn sản phẩm này rồi, và lúc đó thì mình nói chưa có sâu lắm. Thì do thời gian của video ngày hôm nay chúng ta thông thả mà chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút xíu. Ở cái sản phẩm này á thì nó là 20% vitamin C. Thì đây là một nồng độ khá là cao, dạng LAA là một trong những cái dạng hiệu quả nhất. Và 20% vitamin C là một trong những cái nồng độ rất là cao mà vẫn tương đối an toàn, có thể dùng cho mọi làn da. Bên cạnh đó thì cái công thức mà vitamin C ở trong vitamin E và ferulic acid, đây là một trong những cái combo mà nó sẽ tối đa hóa được cái khả năng chống oxy hóa của vitamin C. Kèm theo đó nó sẽ làm cho vitamin C được bảo vệ một cách tối đa hơn ở trên làn da của chúng ta. Vì vậy đây là một trong những cái công thức mà mình nghĩ là nó khá là tốt ở trên thị trường. Đồng thời thì ở trong em này thì khi mà mình search được trên một số cái nguồn, nói chung là không có nhiều nguồn lắm, nhưng mà mình đã sờ được cho các bạn, thì độ pH của sản phẩm này nó khá là thấp. Nó đâu đó khoảng 2.4 cho tới 2.7 gì đó. Thì đây là một trong những cái nồng độ pH rất là thấp để cho vitamin C nó phát huy hiệu quả của nó một cách cực kỳ mạnh mẽ. Và ở trong những cái nghiên cứu này thì người ta đo độ pH bằng cái điện cực, vì vậy là kết quả của nó cũng sẽ chính xác hơn và cao hơn. Maybe vì vậy mà đó là một trong những cái nguyên nhân làm cho cái sản phẩm này nó được thành công, cực kỳ thành công ở nước ngoài luôn, và được nhận một vài giải thưởng khác ở trên thế giới luôn á. Nhưng mà so ra với một cái giá là 488.000 thì mình thấy sản phẩm này đang cực kỳ đáng tiền. Để nói sâu hơn về sản phẩm này thì đây là một sản phẩm không chứa cồn, cũng không chứa hương liệu luôn. Nó phù hợp cho hầu hết là mọi làn da, chỉ trừ da bạn nào mà bị mụn sưng, mụn viêm quá nặng thôi, thì mình nghĩ là các bạn nên trị mụn trước khi các bạn dùng vitamin C. Còn lại thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng bình thường. Sản phẩm này thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cả sáng và tối. Và thông thường thì các bạn đã nghe là vitamin C mà kết hợp với kem chống nắng thì nó sẽ gia tăng khả năng bảo vệ của kem chống nắng nữa. Và thực sự là như vậy. Đồng thời thì 20% LAA trong ferulic acid và vitamin E hỗ trợ khả năng làm sáng da khá là tốt, hỗ trợ chống oxy hóa rất là tốt, và hỗ trợ chúng ta chống lão hóa nữa. Nói chung là đây là một cái combo mà có khá là nhiều thứ trong một. Về kết cấu của sản phẩm á, thì nó sẽ hơi lỏng như nước. Nó sẽ khá là lỏng, lỏng phải gọi là lỏng như nước luôn. Độ thấm của nó cũng cực kỳ nhanh ở trên da, nên mình cảm thấy đây là một sản phẩm mà mình có thể kết hợp để layer khá là nhiều loại serum lại với nhau mà không bị cảm giác là nặng mặt hay là chênh chích hay là dần dính gì hết. Thì đây là một trong những kết cấu mà mình rất là thích. Giá là 488.000, nói chung là đối với mình đây là một trong những loại vitamin C mà có công thức, rồi có công nghệ, rồi cái nồng độ hiệu quả cao, mà trong khi là giá rất là đáng để đầu tư chỉ có 488.000 thôi, mình thấy thực sự rất là rẻ. Ở trong một diễn biến khác thì Timeless cũng có một cái công thức khác, đó là vitamin C ở trong HA. Thì thực sự là cái chai này á, thì cái nồng độ phần trăm của vitamin C thì không được công bố, nhưng mà cái dạng của nó là dạng MAP. Thì cái dạng MAP này á thì nó sẽ ưa nước hơn, nó sẽ bền vững hơn, và nó sẽ hoạt động khi mà độ pH nó không nhất thiết phải là quá thấp. Nhưng mà bù lại thì khi mà nó ổn định như vậy thì các nghiên cứu của nó khi mà nó xâm nhập vào trong da thì cũng chưa có nhiều lắm. Nhưng về cảm quan của mình là để phục vụ cho mục đích là chống oxy hóa thì nó cũng khá là ok, làm sáng da thì cũng hỗ trợ cho một phần. Nhưng mà đặc biệt ở trong em này còn có Magic 3000 nữa. Magic 3000 sẽ là một loại peptide tăng tín hiệu, từ đó nó sẽ làm cho làn da của chúng ta được giảm sự sần sùi, thô ráp. Bên cạnh đó nó có thể
thể làm tăng sinh collagen cho chúng ta nữa. Thì ở trong sản phẩm này có Matrix 3000 và Vitamin C dạng MAP. Hai cái chất này nó sẽ hỗ trợ cho làn da của chúng ta được chống oxy hóa và chống lão hóa ok hơn, tốt hơn. Trong này còn có HA để dưỡng ẩm cho làn da của các bạn nữa. Và kết cấu của nó, đây là một loại serum lỏng đe như nước luôn. Nên cảm quan của mình là nếu như bạn nào chưa lớn tuổi lắm hoặc là bạn đang cần một loại serum mà hơi đa tác dụng một chút xíu, vừa cấp ẩm vừa chống oxy hóa nhẹ và chống lão hóa nhẹ, cực kỳ dễ dùng luôn, thì các bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đầu tư một chai Vitamin C HA này. Nhưng mà về cảm quan của mình nha, thì mình cảm thấy là mình thích cái sản phẩm serum Timeless 20% Vitamin C này hơn. Tại vì nó đi thì nó lại đầu tư thêm một chút xíu nữa, nhưng mà được một cái công thức ổn định hơn, đồng thời là hiệu quả lại rõ rệt hơn cho làn da của mình, thì mắc hơn một chút xíu cũng được, không có vấn đề gì hết. Ok, cái sản phẩm tiếp theo mà mình sẽ review cho mọi người, đây là Timeless Coenzyme Q10 Serum. Thì thật sự là tất cả các sản phẩm nãy giờ mà mình review cho mọi người á, là cái bản thành phần của nó khá là đơn giản và nó khá là an toàn. Hầu như 100% tất cả các sản phẩm đều sẽ không chứa cồn và không chứa hương liệu, không chứa các chất mà có thể dễ gây nhạy cảm cho làn da. Đây là một trong những điều mình rất đáng khen của nhà Timeless. Thì ở trong em Coenzyme Q10 Serum này, thì một trong những cái điểm đặc trưng đó là cái Matrix 3000 và cái Coenzyme Q10 nó đứng thứ 2 và thứ 3 ở trong bản thành phần. Đây là một trong những cái nồng độ rất là cao để nó hiệu quả trên làn da của chúng ta. Matrix 3000 là một cái peptide tăng tín hiệu, từ đây thì nó sẽ làm giảm cái độ sần sùi thô ráp trên làn da của chúng ta. Đồng thời thì Coenzyme Q10 đây là một loại enzyme mà nó sẽ chống oxy hóa một cách cực kỳ mạnh mẽ. Nó làm năng lượng cho tế bào hoạt động nữa, nên đây là một trong những cái combo mà sẽ chống lão hóa cho chúng ta khá là tốt. Bên cạnh đó thì kết cấu của sản phẩm này nó khá là toàn vẹn, nó cũng khá là ok. Về phần Coenzyme Q10 thì nồng độ ở trong sản phẩm này đây là 2%, nhưng mà cái nồng độ 2% này được nhà sản xuất claim đây là một cái nồng độ tối đa và tối ưu để cho cái Coenzyme Q10 có thể phát huy hiệu quả trên làn da của chúng ta. Coenzyme Q10 đứng ở vị trí thứ 3 mà nồng độ nó là 2%, thì cái peptide ở trong này thì nồng độ chắc chắn của nó sẽ là cao hơn. Đồng thời thì khi mà mình xét về kết cấu của nó, thì như các bạn đã thấy thì kết cấu của nó sẽ hơi đặc một chút xíu. Và thông thường là khi các sản phẩm mà kết cấu nó hơi đặc như thế này một chút xíu thì các bạn sẽ cảm thấy là nó dưỡng ấm tốt hơn, nhưng mà nó sẽ hơi mất thời gian nó thấm vào làn da của chúng ta một chút xíu. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm ở trên làn da của mình thì cái độ thấm của nó vẫn đảm bảo. Đây là một điều mình cực kỳ thích. Và phải gọi là ở trong 4 em serum mà mình sẽ review cho mọi người, thì cái em Coenzyme Q10 này nó cấp ẩm cho làn da của mình một cách tốt nhất, nó làm mềm da một cách tốt nhất luôn. Nên đây sẽ là một trong những loại serum mà mình nghĩ là các bạn da từ da thường cho đến da hỗn hợp thiên khô sẽ cực kỳ thích. Nhưng mà đối với cảm quan của mình thì các bạn da khô sẽ cảm thấy là cái em serum này vẫn chưa có đủ đô cho với làn da của các bạn đâu. Nên các bạn cần phải layer thêm một vài loại khác nữa, ví dụ như serum hoặc là một loại kem dưỡng nào đó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà về cơ bản nhá, đây là một loại serum mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cả sáng và tối cho mục đích chống lão hóa và hồi phục làn da của chúng ta, khá là ok. Giá của sản phẩm này cũng không hề cao luôn, nên mình nghĩ là các bạn nào bắt đầu bước vào cái giai đoạn chống lão hóa hoặc cần tìm các sản phẩm chống lão hóa nhẹ nhàng thì hoàn toàn có thể sử dụng các sản phẩm như thế này. Ok, và thường là chùm cuối thì mình sẽ để cuối cùng, cái sản phẩm cuối cùng mà mình sẽ review cho mọi người đây là Timeless Matrix S6. Thông thường thì mình sẽ gọi đây là sản phẩm S6, tại vì ở trong em này thì ở cái sản phẩm trước thì nó sẽ chứa cái Matrix 3000, thì ở trong em này nó chứa cái tổ hợp là Matrix S6. Thì đây sẽ là một cái complex mà cũng là về peptide luôn, nhưng mà nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ rõ ràng hơn trong cái vấn đề nó làm tăng sinh các loại collagen tiếp 1, tiếp 3 và tiếp 4, đồng thời hồi phục cho làn da. Khi mà cái tổ hợp này nó kết hợp với HA ở trong sản phẩm nữa thì nó sẽ làm gia tăng cái khả năng hồi phục cho làn da của chúng ta. Vì vậy thông thường đây là một trong những cái loại serum mà các bạn sẽ được recommend rất là nhiều lần, hoặc là khi mà làn da của các bạn mới vừa trải qua các liệu trình xong, ví dụ như là laser hoặc là lăng kim hoặc là xâm lấn, thì đây là một trong những loại serum mà sẽ hồi phục cho làn da của các bạn cực kỳ tốt. Tại vì ở trong em này về cơ bản là nó hỗ trợ, nó tăng sinh collagen tiếp 1, tiếp 3 và tiếp 4 cho làn da của chúng ta, đồng thời là hồi phục cho làn da của chúng ta nữa. Khá là nhiều các lợi ích về hồi phục và làm tăng sinh collagen, vì vậy mình cảm thấy các em này đang rất phù hợp khi mà da của chúng ta mới thực hiện liệu trình xong. Về giá thì giá của em này cũng không cao, 300 mấy, 400 mấy thôi, thì thực sự là giá của em này nó cũng không cao so với một loại serum mà chứa peptide khá là nhiều như vậy. Đồng thời thì kết cấu của nó, mình phải đánh giá kết cấu của nó rất là đẹp. Hầu như tất cả các loại serum của nhà Timeless làm kết cấu cực kỳ tốt, lỏng như nước. Thực sự là nó đặc hơn nước một chút xíu thôi, nhưng mà ok, cái độ thấm của nó trên da cũng cực kỳ tốt. Thấm rất là nhanh, không gây bóng, không gây nặng, có thể gọi là lightweight, siêu nhẹ luôn á.
cái độ thấm như thế này thì rất là phù hợp với tất cả mọi người luôn. Không chứa cồn, không chứa hương liệu, phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm luôn. Nói chung là đối với cảm quan của mình nha, các sản phẩm của nhà Tamlet thì nó vẫn sẽ hơi thiếu độ ẩm với làn da khô một chút xíu, và các bạn cần một cái loại kem dưỡng nào đó nó bay nó dày hơn. Nhưng mà thật sự là nãy giờ so với tất cả các sản phẩm mà mình review thì mình thấy là chất lượng của nó rất là ổn trên làn da của chúng ta. Thì các bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến cái vấn đề là các bạn có thể đầu tư thêm các sản phẩm của nhà Tamlet. Thì do nguyên một cái combo của mình mua nó khá là nhiều, thật sự là mình mua rất là nhiều các sản phẩm của nhà Tamlet luôn. Trong này còn có kem mắt rồi, Swallowing Oil rồi, HA 100% Pure rồi, vitamin B5 nữa. Nhưng mà mình thấy là bốn sản phẩm này sẽ là bốn sản phẩm mà mình recommend các bạn sử dụng nhiều nhất nhé. Ok, vậy nội dung của video hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích content của mình. Hãy cho mình một like, một subscribe cho channel của mình. Thời follow mình qua social media, Facebook và Instagram. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.